Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nhé Và mình là G Game đây Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với loạn Trừ mobile Và hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm một cái skin mới nhất của vị tướng Forbot này Nó có tên là Forbot Huyền Sơn Thiếu Hiệp Đây là skin mới nhất của con Forbot Và nó vừa mới ra mắt ở shop thần bí phát mình mua luôn Và mình trải nghiệm luôn cho anh em Ok, hôm nay thì đi top nha mọi người Cầm con Forbot này đi top Forbot anh em thể thấy là cái ngoại hình của cái skin Huyền Sơn Thiếu Hiệp này nó nó mang một cái phong cách kiểu uh, kiếm hiệp Nhưng mà cũng có một chút kiểu vũ trụ ấy mọi người Rất là đẹp luôn anh em ơi Nhưng mà có điều thì cái con Forbot này Skin này thì uh, tay to tay nhỏ nha Tay trái to tay phải nhỏ nha Ok Về phần hiệu ứng kỹ năng thì đầu game mình cộng chiêu 2 trước nhá Chiêu 2 thì uh, Sau khi kích quả thì Forbot sẽ triệu hồi ra một con cương thi Nhưng mà ở Skin này thì anh em thể thấy là Nó sẽ triệu hồi ra một con kiểu quái đá ấy, Mọi người Nói chung là hiệu ứng rất là ok nhá. Triệu hồi ra một con quái đá được thay đổi ngoại hình cho con cương thi là đã là rất là đẹp rồi. Ok. Chiêu 2 thì sẽ gây sát thương phép nhá. Và cái con cương thi, cái con quái đá được triệu hồi lên ấy thì nó sẽ gây sát thương theo phần trăm máu của mục tiêu. Mục tiêu là tướng địch, còn nếu đánh vào quái rừng hay lính thì sát thương nó sẽ là 50 à 75 sát thương. Đó là về cái chiêu 2. À Chiêu 1 của Forbot thì sau khi kích hoạt thì Forbot sẽ gây sát thương phép dựa trên phần trăm máu của bản thân Forbot Tức là Forbot càng trâu thì sát thương phép của chiêu 1 sẽ càng lớn nhé Ok có sự giúp sức đến từ Vin đây rồi, mình sẽ kích hoạt luôn chiêu 4 này Rồi một chấm máu, chấm máu lé 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 lé, cẩn thận nó phóng, nó phóng lao, ui nó phóng lao biết Ok, feed blow cho Vin Và mình được một mạng hỗ trợ à, Chiêu 1 của Forbot thì uh, khi anh em gây sát thương lên người tướng địch thì anh em sẽ hồi một lượng máu nhé À, phạm vi ở chiêu 1 mình thấy nó Cũng không to hơn chiêu 2 là, là mấy Còn cái chiêu thức thứ tư này Cái chiêu thức thứ tư ở skin này nó được Nó rất là đẹp luôn nhá Cái, cái skin thứ tư này Thì nó sẽ tạo ra một khu vực uh, rất là rộng Đây này Nhìn là chuẩn chuẩn bị mình mình sẽ chiêu hai trước này, sau đó chiêu hai tiếp và chiêu 4 này. Em thấy cái khu vực kìa, như một như một khu vực lốc xoáy luôn rất là đẹp luôn anh em ạ được cái skin này thực sự là nó rất là đẹp ở à đây chắc chắn là skin đẹp nhất của Forbot rồi à còn cái skin cái gì mà huyết sứ ăn hồn à không phải cái skin gì của con Forbot đấy nó cũng cái hiệu, hiệu ứng thì nó cũng rất là đẹp nhưng mà mình vẫn thiên về cái skin mình thấy skin này vẫn đẹp hơn mọi người skin giới hạn mà à, còn và hơn nữa thì nó cũng là skin vừa mới ra mắt lên là bao giờ thì mình cũng thấy đẹp hơn thôi Ok mà con cái con Fobot này mình thấy nó khá là yếu nhá mọi người Yếu về mặt sát thương nhá Sát thương bởi vì là Chắc từ tanker nhưng mà có nhiều con tanker nó rất là mạnh Nó kiểu là farm Đây rồi cơ mình mình có chung cuối nhá ờ, chiều 2, chiều 1 này Và con Freya nó còn một chút máu thôi Bây giờ mình nhảy chu cuối vào đánh thường là nó chết luôn nhá Ờ, lại Freya nó cũng khôn Nó không nó cũng không lên cao À đây rồi, chiêu cuối này Ôi anh em thấy hiệu ứng của chiêu cuối chưa Cái hiệu ứng chiêu cuối rất là đẹp luôn oh, Rất là đẹp, một skin rất là chất lượng luôn À cái lượng máu của cương thi ấy Khi mà chiêu 2 ở level 1 thì lượng máu cương thi là 3 vạch nhá Còn khi chiêu 2 ở level max thì lượng máu cương thi là 6 vạch Và anh em muốn con con robot này tăng lượng máu cho con cương thi đấy Thì anh em lưng mắc cho mình cái chiêu 2 nhá Lăng chiêu 4 thì nó chỉ uh, gọi là gia tăng thêm cái thời gian à gia tăng thêm cái số lượng cương thi được triệu hồi thôi. Còn muốn cương thi nó trâu hơn thì phải lăng mắc chiêu 2. Con Pha Boss này thì phải lăng mắc chiêu 2 trước nha mọi người. Ok, còn nếu mà đi thì mình thấy là lăng mắc chiêu 1 trước cũng có thể là khả quan. Cái chiêu thứ tư khi anh em bật lên ấy thì uh, khi thì anh em đi vào trong khu vực của chiêu thứ tư này thì uh, bản thân Pha bót và những con cương thi được triệu hồi sẽ được gia tăng thêm tốc độ đánh. Và nếu như cái địch ở ngưỡng máu thấp thấp ấy, thì nó sẽ được cường gọi là được tăng nó rơi vào trạng thái uh, cuồng ma gì gì đó Nhưng cái này thì mình cũng chả biết chả quan tâm đâu. Ok lại bật chiêu 4 này. Ui cái chiêu 4 này rất là đẹp nha, hiệu ứng bởi vì phạm vi nó rất là rộng cho nên là nhìn cái hiệu ứng nó cũng rất là đẹp luôn, nhìn nó rất là đã mắt luôn. Lơ mắt chiêu thức thứ hai trước sau đó thì lơ mắt chiêu thức thứ tư mắc chưa hoặc là chưa thứ tư anh em chỉ cần nâng cho mình 3 điểm chưa chưa 4 nhá. Chỉ cần nâng 3 điểm chưa 4 thôi. Sau đó quay lại nâng mắc chưa 1 cũng được. Bởi vì uh, khi mà chưa thứ tư nó được 3 điểm thì uh... ôi quả này là là hơi toang nhá, quả này là hơi toang nhá. Toang thật rồi thôi, bật chưa cuối cũng không thoát được luôn kìa. Đáng nhẽ mình nên bật chưa cuối sớm hơn nhưng mà pha này kiểu pha uh, này kiểu ấy quá. Kiểu cũng nghĩ cũng tiếc cái anti. Mà thôi bỏ mạng rồi cũng to Thôi bỏ qua kệ đi chúng ta Thua kéo này chúng ta bày kéo khác Chiêu thức thứ tư của 4Boss Thì khi đạt được cái mức level 3 ấy, Thì nó sẽ được kiểu là 3 giây sẽ chịu hồi một con cương thi ấy mọi người Thì nó sẽ mắc rồi Còn cộng thêm một điểm nữa thì nó cũng Nó cũng chả gia tăng được cái gì đâu Chỉ gia tăng tốc đánh và tốc chạy thôi còn chiêu cuối khi mà sử dụng chiêu cuối chúng càng nhiều tướng địch thì số lượng cương thi được triệu hồi sẽ càng nhiều nhá. Trúng một tướng địch thì dưới chân tướng địch đó sẽ triệu hồi một cương thi. Và tất nhiên là sát thương uh, sát thương triệu hồi cương thi thì cũng sẽ như chiêu 2 thôi. Chiêu 2 mỗi lần triệu hồi cương thi nó cũng sẽ gây ra sát thương phép. Ok, bây giờ thì lại lên thủ trụ cái. Cho nên là khi mà tướng địch mà tụ vào ấy thì mà anh em rộng dùng một cái chiêu cuối chúng nhiều đơn vị hướng của một lúc ấy thì dam nó sẽ rất là to. Còn về bưu đồ của con phobots này thì uh, mình thì mình uh, chơi cái hướng lên đồ của mình thì ba món trang bị đầu tiên mình sẽ lên đồ hồi chiêu nhá. Cái con phobots này thì mình thấy mình rất là thích chơi phong cách hồi chiêu. Con này thì có thể lên tăng. Con này thì có thể lên tăng để đi bê nhá, nhưng mà mình thì mình thích chơi theo kiểu phong cách hồi chiêu hơn. Trời ơi từ mày ý làm cái gì đây? Anti vào vào không khí à? Tư Mã Ý chắc là vừa cắn phải kẹo kẹo gì gì đó cho nên là, là hơi hơi bị mất quyền kiểm soát bản thân. À, mình đã đớt thêm được một cái mạng nữa rồi, để teleport ra mid để thủ lính Nhưng mà thôi Tư Mã Ý nó về rồi. À chiều cuối sau khi anh em um, dậu xuống xong ấy thì những đòn đánh thưởng của Forbot thì nó sẽ gây sát thương theo phần trăm máu tối đa của bản thân Forbot. Cho nên là cái con Forbot này về cơ bản là lên tanh nó cũng sẽ vẫn có đam. Và khi bật chiêu cuối lên thì có thêm 18% miễn thương Cũng Châu ba món trang bị đầu thì lần lượt sẽ là giày phép Giày pháp sư ấy Và phi trượng Và thánh miệng Lên xong ba món này là 40% giảm hồi chiêu rồi Và khi cái chiêu thứ tư, tư có đủ 40% giảm hồi chiêu Thì nó sẽ hồi rất là nhanh Ngay sau có thể nói là hồi liên tục luôn chiêu 2 cũng thế, chiêu 1 cũng thế, chiêu cuối cũng thế nó đủ 40 40% giảm một chiêu thì hồi rất là nhanh. Ba món đầu sẽ là những trang bị phép cho nên là cái giai đoạn trong cái giai đoạn mà chưa chưa lên xong ba món này ấy, thì anh em sẽ rất là mỏng. Trong cái giai đoạn mà lên ba cái món trang bị này thì anh em sẽ rất là mỏng. Ok, ăn cái backup rồi. Và sau khi lên xong ba món trang bị này thì ba món trang bị còn lại thì chắc chắn mình sẽ lên ba món còn lại sẽ đều là đồ thủ rồi. Ok, sau cái thánh miệng thì sẽ là cái tim titan đánh thường lại KS được kìa người ta mất công cứu mà lại đi KS mạng người ta. được rồi. Sau khi lên xong cái tim titan thì sẽ là một món trang bị có giáp vật lý đó chính là cái bất hoại hoặc cũng có thể chọn những trang bị có giáp khác như là hỏa kiếm chẳng hạn. nói chung là tùy từng trận đấu của mình thì mình thích cái bất hoại hơn. còn món cuối sẽ là một món kháng phép mình sẽ chọn cái cái gì nhỉ cái khiên băng À, chắc chắn mình sẽ chọn khiên băng Ok, tem thì có dương tiễn à, Hai con tướng tủ đối đầu với nhau Mình thì mình uh, best dương tiễn rồi Mình biết nó Nó yếu ở điểm nào, nó mạnh điểm nào rồi Dương tiễn nó chỉ mạnh khi mà Khi mà có đông uh, tướng thôi Còn solo 1-1 thì nó cũng không phải là quá mạnh Rồi, có mạng cho mình rồi Tiếp tục Tiếp tục đẩy trụ thôi Phobot cũng là một con tướng đẩy trụ rất là tốt nhá những cái con cương thi của nó tạo lên ấy thì có thể đỡ được một phát bắn từ trụ như vậy là thêm mục tiêu như vậy là trụ sẽ phải mất thêm nhiều phát bắn hơn nếu nó sẽ phải mất thêm nhiều phát bắn hơn anh em có thể là giúp cho đồng đội tăng trụ lâu hơn nhờ những con cương thi này hoặc anh em cũng có thể chơi forbot theo cái phong cách gọi là forbot đẩy lẻ anh em lên cái trang bị giáp thần quang cho con forbot này nhé và anh em đi vào trong trụ và tanh tanh cho sau đó anh em tanh nhá anh em phải là người tanh sau đó anh em triệu hồi những cái con cương thi lên anh em sẽ tanh cho những con cương thi nó cắn và bởi vì là sát thương từ những con cương thi gây lên trụ là sát thương phép mà trụ thì nó chỉ có giáp vật lý thôi nó không có giáp phép cho nên là nó sẽ cắn trụ rất là thốn như là cái con tinh vệ chẳng hạn đấy Ồ oh, rớt à rớt ơi rồi mình anh mình triệu hồi cương thi cho nó nó cắn con rớt này anh em thấy cương thi nó cắn rớt không kìa, 52 máu, 52 máu một phát cắn này. Sát thương của cương thi gây lên tướng là theo 1% máu một lần cắn nhá. Rồi dậu ulti luôn này, chạy được không? Chạy được không? Chạy được không? Sát thương của cương thi gây lên tướng là theo phần trăm máu nhá. Ok mình cũng sắp full cái build đồ À mình cũng sắp lên xong cái team Titan rồi. Còn full đồ thì phải còn lâu. Con này thì nó là chất tướng có thể nói là farm khá là chậm cần được tăng sức mạnh nếu mà nếu mà muốn nó kiểu đi ô uh, oh, đầu hàng à và ok video của mình ở đây xin được tạm dừng nhá và hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau và đừng quên cho mình xin một nút like đăng cái kênh bật chuông báo để ủng hộ mình nhá còn giờ thì tạm biệt mọi người